và cũng xin gửi đến tất cả quý vị đang xem chương trình lời chào thương yêu và trân trọng nhất. Thực hiện chương trình Hương Đức Hạnh 2 gửi đến quý vị khán giả bằng những cái hình ảnh thiên nhiên sống động hơn và nói lên được những cái công đức vô lượng của chư tôn đức tăng ni, của tất cả quý Phật tử đã đóng góp xây dựng hình thành những cái ngôi chùa đẹp, những cái quang cảnh đẹp để mà những người con Phật của chúng ta đến tu tập. Thì trong Hương Đức Hạnh kỳ này, chúng ta hãy một lần nữa thả hồn với đường xưa mây trắng, với hoa vàng lung linh, dấu chân Bụt hiện, đưa em nẻo về đầy chất nhạc, sẽ đưa chúng ta cùng hòa với núi rừng. Mà Ngọc Huyền xa quê hương hơn nửa vòng trái đất, cũng gần được 20 năm rồi quý vị. Nghĩ lại thì chạnh lòng quá luôn đó. Bao năm xa như không bờ không. Thì với một con người xa xứ, quê hương là một điều rất thiêng liêng và cao cả, và được ví von như là máu thịt, là mẹ cha vậy. Không dừng lại ở Hương Đức Hạnh 1 mà quý vị đã từng xem, mà sẽ tiếp nối từ 2, 3, 4, 5 tới 10 và nhiều nhiều hơn nữa thưa quý vị. Chương trình Hương Đức Hạnh 2 của chúng tôi như là một bức tranh xuân hạ thu đông. Thì Ngọc Huyền nghĩ đó là, thứ nhất đó là mình làm dòng nhạc Phật giáo để mà lưu truyền cho cái thế hệ đời sau, như là từ gia đình Phật tử thuần thành mới hướng dẫn Ngọc Huyền. Thì bây giờ mình đem tiếng hát lời ca của mình để mà mình làm nhạc Phật giáo thiền ca, mong là tiếp nối không chỉ dừng ở Hà Tiên mà tiếp đời con đời cháu của chúng ta vẫn cứ tiếp nối. Em ơi là một dòng sông để con suối nhỏ hiện thông đường về, biến tình biến mặn mênh mông, em ơi biến mặn dòng sông quê nhà. Mặn dòng sông